Nguyễn Thành Vũ xin kính chào cô chú anh chị đến với kênh nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ ha. Thì anh chị ơi, Thành Vũ đang đứng trên cái ngã tư Gia Bảo ha. Thì ngã tư này á thì có một cái con đường, đây là đường quốc lộ 50 nha anh chị. Tuyến tránh quốc lộ 50. Đó, Thành Vũ giới thiệu á thì cách ngã tư Gia Bảo này chỉ khoảng là 500m thôi. Đó, rất là gần luôn. Tuyến tránh quốc lộ 50 mình sẽ quẹo phải vào cái con lộ hai chiều phía sau lưng Thành Vũ đây ha. Đó, và cách con lộ, căn nhà cách con lộ hai chiều chỉ khoảng là 150m thôi. Rất là gần luôn. Và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ tiến vào bên trong căn nhà nhé. Anh chị ơi, Thành Vũ đã đến với căn nhà của mình rồi đây. Một căn nhà với được thiết kế là kiểu tân cổ điển nha anh chị. Một màu trắng rất là đẹp luôn, trắng tinh khôi luôn. Đó, và diện tích của căn nhà mình là 4,2 nhân cho 18m nha. Mình có sân trước nè, rồi phòng ngủ bên dưới đất luôn. Mọi người cùng Thành Vũ khám phá căn nhà này nha. Thì phía trước nhà mình có một cái khoảng sân nè anh chị. Một cái khoảng sân cũng rất là dài luôn. Ở đây thì khoảng sân mình khoảng dài khoảng hơn 6m anh chị. Đó, ở đây thì ốp lát gạch chăn tường cho mình luôn rồi, full luôn ha anh chị. Đó, và khoảng sân mình thì đậu được ô tô, nhưng mà ô tô thì vô không được nha anh chị. Đó, cái này Thành Vũ báo trước nha. Nhà mình thì cũng có cổng, có hàng rào đầy đủ luôn. Đây, cái cổng đây, hàng rào được làm là theo kìa cắt CNC ha, màu trắng và màu vàng chống đồng nha anh chị. Ở đây thì căn nhà mình được sơn màu trắng và theo kiểu tân cổ điển, có những cái lan can màu đen nè, và hai bên thì có đèn nữa, ban đêm bật lên thì lung linh nhất phố luôn nha anh chị. Đó, rồi đây mình vào nhà. Cái nền nhà mình thì làm cao hơn cái khoảng ngoài sân nha anh chị. Gạch ở đây thì gạch chấm chân trượt cho mình luôn. Ở đây là pháp lý sổ Hồng Nguyên luôn ha anh chị ha. Đó, rồi mặt dựng của nhà thì được ốp gạch nè, cửa thì cửa kính cường lực 4 cánh nha anh chị. Đó, sơn màu sơn sinh pha rất là chắc chắn luôn. Gạch này thì gạch màu trắng ha, làm cho căn nhà mình nó trắng và nó đồng điệu với nhau luôn. Đó, rất là đẹp luôn ha anh chị. Rồi đây là không gian phòng khách nhà mình, một không gian phòng khách rất là ấm cúng luôn anh chị. Gạch ốp lát chăn tường nè với một cái màu xám nè ha. Gạch thì gạch màu xám, ở trên thì gạch chăn tường xám đậm, trần thì trần la phong thạch cao với đèn lon nè, đèn lon ở giữa ha anh chị, đèn lon xung quanh đó. Ở giữa thì mình cũng có thể gắn thêm một cái cây đèn nữa. Lan can thì cầu thang, lan can tay vịn gỗ kính cường lực. Cái cầu thang này làm rất là dài nha anh chị, cả mét đó anh chị. Đó, rồi ở đây thì kính cường lực dày 12 ly, tay vịn gỗ, lan can tay vịn gỗ luôn. Đó, gạch chăn tường thì từ trước ra đằng sau, không gian phòng khách rất là ấm cúng. Ở đây thì căn nhà này có làm cho mình một cái tủ cầu thang rồi nè anh chị. Mình cũng thể để đồ trong đây cũng được luôn. Có dây điện chừa sẵn luôn để mà mình để bàn thờ tài địa ở đây luôn ha anh chị ha. Rồi, tiếp theo, không gian kế tiếp anh chị chính là không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì được đặt kế đây. Đây. Và ở đây thì bồn cầu nguyên khối nè anh chị. Ở trên thì lavabo, rồi hoa sen. Đó, gạch thì gạch bóng mờ ha anh chị. Gạch mờ nhìn nó rất là sạch sẽ anh chị và được ốp rất là đẹp. Ở đây thì cửa nhôm sinh pha, kính mờ ha. Và đây là không gian nhà bếp nhà mình. Bếp ở dưới thì mặt đá hoa cương ha anh chị. Bếp thì bếp gỗ. Đó, chỗ này thì nếu mà anh chị mua, anh chị thích kính bếp á, Thành Vũ tặng cho cái kính bếp luôn ha. Ở đây thì có chỗ để mình rửa chén nữa nè, hợp lý hơn anh chị. Và không thể thiếu chính là không gian phòng ngủ phía sau. Đây, không gian phòng ngủ phía sau được ngăn cách bởi một cái cửa nhôm sinh pha kính cường lực cũng mờ ha, rất là chắc chắn và dày luôn. Trên thì trần la phong thạch cao, rồi cái cửa sổ nè anh chị. Đó, cũng rất là thoáng mát luôn, cửa sổ cửa nhôm sinh pha kính cường lực luôn. Đó, phòng ngủ mình cũng rất là rộng. Và bây giờ mọi người đã xem xong tầng trọt rồi, bây giờ mình cùng xem lại tầng trọt ha, rồi để mà mình lên lầu khám phá nha anh chị. Của căn nhà này đi rất là thoáng anh chị, và đá hoa cương trắng đen xen kẽ với nhau. Ở giữa này thì có xây một cái bức tường nè ngăn giữa hai bên cầu thang, rồi có thêm là cái phần những cái kệ này nè anh chị, không làm lan can nhưng mà làm những cái kệ này ha, thì nó cũng rất là đẹp luôn. Và lan can kiếm cường lực thì làm phần phía bên đây có cái cửa sổ để mà mình thông gió ra ngoài luôn. Đó, rồi ở giữa nhà thì mình sẽ đặt cái nhà vệ sinh ha. Nhà vệ sinh ở trên đây thì rất là rộng luôn, gạch ốp lát là được ốp phun tới trần luôn anh chị, rồi trần lắp không thạch cao nè. Cái màu gạch ốp lát của căn nhà này rất là đẹp luôn, ở ngoài nhìn rất là đẹp anh chị. Vòng cầu nè anh chị, rồi vòi hoa sen, lavabo, cửa nhôm sinh pha kính mờ ha. Đó, và không thể thiếu chính là cái căn phòng ngủ ở phía sau này. Căn phòng ngủ nhà mình cũng rất là rộng luôn nha anh chị, rộng hơn phòng ngủ bên dưới nữa, và cũng có cửa sổ luôn nè. Ở dưới thì ốp lát gạch
bóng kính rất là đẹp luôn. Ở trên đó thì trần lâu phong thạch cao, đèn lon nè ha, và được sơn cái màu trắng, có gạch chăn tường nữa. Rồi đây cửa nhôm xin pha kính mờ nè đó. Phía trước này á, thì mình còn thêm một phòng nữa, mình làm phòng ngủ hoặc phòng thờ thì cũng được luôn, cũng có lắp cửa sẵn cho mình luôn rồi. Và ở đây á, thì cửa kính mờ, cửa nhôm xin pha kính cường lực ha. Đó, trên á, thì trần lâu phong, đèn lon đầy đủ cho mình luôn. Rồi có dây điện để mà mình lắp quạt, máy lạnh cũng có. Rồi có thêm á, là cái một cái cửa sổ ha. Cái cửa này, cái hai khung lấy sáng nha anh chị, không phải cửa sổ, hai khung lấy sáng mình không mở được, nhưng mà mình mở được cái cửa ở giữa này nè. Đó, ra ngoài này chính là phần ban công, phòng ban công phía ngoài ha. Đó, được làm bằng lan can cắt CNC bằng sắt nha anh chị, và được làm thấp hơn so với cái nền bên trong cho nước nó đừng có văng lên trên nha anh chị. Và có kẹt ống gì cũng vậy, và cũng có phiểu đầy đủ cho mình luôn. Rồi phía sau đây nè, cách khoảng 100m thôi, chính là cái lộ hai chiều hồi nãy mà Thành Vũ đứng giới thiệu anh chị đó. Đó, và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nha. Anh chị ơi, một căn nhà với diện tích là 4,2 nhân cho 18m và pháp lý là sổ hồng riêng hoàn toàn ha. Nhà mình đó thì xây riêng lẻ hoàn toàn luôn, móng riêng, tường riêng, cột riêng hết đó. Và có 3 phòng ngủ anh chị, 3 phòng ngủ, có phòng ngủ dưới đất nữa, và hai nhà vệ sinh, được thiết kế là một trệt một lầu. Và nhà mình đó thì gần quốc lộ 50 nha anh chị, và mình đi về các quận như quận 7, quận 8 nè, quận 4 nè anh chị, thì chỉ khoảng 15-20 phút thôi, rất là gần luôn. Và nhà mình pháp lý là sổ hồng riêng hoàn toàn luôn, mình có thể vay được ngân hàng ha. Và giá của nhà mình đó là 1.700.000.000, không phát sinh bất kỳ chi phí gì thêm ha. Anh chị nào quan tâm á, nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ ha. Và nếu mà căn nhà này mà chưa yêu thích á, anh chị nhớ bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà tiếp theo nè. Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nhé.